đây là quy trình lắp ráp một cái hộp giảm tốc Cicono nhé, hay còn là à, đây là hộp giảm tốc à, dạng đĩa, cái này là motor nó sẽ liền với lại hộp giảm tốc. trước tiên là chúng ta sẽ lắp cái vòng ngoài định vị, sau đó lắp đến cái phần đĩa bên trong này. và đây là cái vòng bi lệch tâm bộ phận quan trọng nhất của cái hộp giảm tốc Cicono này để tạo ra chuyển động này. cái độ bền của hộp giảm tốc hay là kêu hay không cũng do cái vòng bi này nó tạo ra cái độ lệch tâm này. Hiện tại thì vòng pin này ở Việt Nam thì cũng đang khá phổ biến rồi chứ không khó tìm như một vài năm trước nữa. Còn đây là những con bi trượt. Đấy, quy trình lắp ráp thì cũng khá là đơn giản. À, cơ cấu của hộp giảm tốc Sikono thì đơn giản hơn giảm tốc bánh răng rất là nhiều. Đây là nắp cái vỏ đây là hộp giảm tốc chân đế các bạn nhé. Hộp giảm tốc Sikono chân đế đơn giản như thế thôi nhá. Chào anh em nhá.